Walking down that road, where did all the flowers go? They say we're supposed to grow, learning from the highs and lows. Ngày hôm nay rất là sôi động với cả rất nhiều mọi thứ mới, với cả cái gì mới? Mặc dù là mới vào trường nhưng mà các bạn đều rất nhiều ý tưởng sáng tạo. Cũng tương đối vui nhưng mà hơi buồn. Em muốn thay đổi, em muốn chia nhà như thế nào nhỉ? Em muốn đổi lại về năm cũ ạ. Em muốn về Âu nhưng mà vẫn gôn anh ạ. Ý em là em sẽ xuống lớp 10 học ấy ạ? Vâng, thế cũng được, miễn là nó chia lại nhà anh. Mình hơi tiếc tại vì năm nay không được ghép chung các em lớp 10 và 11. Nhưng mà không sao, đây sẽ là kỷ niệm đáng nhớ của đời học sinh của mình. Ok, cảm ơn bạn, chúc bạn một ngày tốt lành. Cảm ơn bạn nhá. Cái của bạn mua bao tiền đấy? Cái này 10.000 thôi, phải uống rất ngon đấy. Mình cảm ơn nhá. Old but gold, có thể là những giá trị xưa cũ, nhưng thực sự là những thành tựu độc đáo, tinh túy của nghệ thuật làm nên giá trị trường tồn bất biến với thời gian. Đêm hôm nay, hãy để trái tim của mình được chìm đắm trong vẻ đẹp của những giá trị xưa cũ ấy. Just one last day.